Anh không, anh không có. Em đố anh này, lông gì mà có hoa? Lông gì có hoa? Hiểu chưa? Lông gì có hoa được? Lông gà, lông ngan, lông vịt. Không lông nào có hoa. Chịu đi. Chịu nhá. Ừ. Lông bông. Lông bông. Đúng rồi, đúng rồi, lông bông. Bông là hoa, lông hoa. Rồi. Bây giờ đến lượt anh đố em này. Con cua đỏ dài 15 cm chạy đua với con cua xanh dài 8 cm, hỏi con cua nào về đích trước? Trả lời đi con nếp. Anh tưởng em bảo dễ lắm mà. Trả lời đi. Đáp án của em chính là con cua đỏ. Sai rồi con nếp ạ. Sai. Rõ ràng con cua đỏ nó dài hơn con cua xanh, nào nó chạy chạy nhanh. Sai rồi. Sai gì mà sai? Anh bảo sai là sai, anh là người ra câu đố mà. Nhưng em thấy nó là đúng. Không đúng gì cả, sai rồi. Cua đỏ là cua đỏ. Sai rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Đáp án chính là con cua xanh. Bởi vì con cua đỏ ấy, đỏ tức là nó chín rồi, lên mâm chín rồi. Các bạn ơi, Hà Sa trả lời đúng rồi đấy các bạn ạ. Con nếp có thế là không biết à. Mà thôi, bây giờ ấy, hai người đừng có cãi nhau ở đây nữa đi. Bây giờ ấy, em có ý kiến này hay hơn này. Bây giờ chúng mình ấy đi thu lượm ve chai, sau đó bán lấy tiền. Sau đó số tiền đấy chúng mình thích mua gì thì mua. Anh nghe nói đi nhặt ve chai được nhiều tiền lắm. Hay là anh em mình chia ra xem ai nhặt được nhiều ve chai nhất, người đó sẽ là người chiến thắng được không? Oh yeah, đi thôi. Xốp. Ôi trời ơi. Thế này giàu rồi, giàu rồi. Không bán được. Không bán được hả? Không được, có bán được tiền đâu. Hôm trước tôi mua mấy trăm nghìn đấy. Mấy trăm nghìn nhưng mà không bán được. Không bán được. Đây, đây nè. Cái này bán được các bạn ơi. Đây, chó cứu hộ. Tăng tăng tăng. Đây. Đúc vào đây. Còn lâu. Đây này các bạn ơi. Hình như là đây là đựng nước thì phải các bạn ạ. Đây, đựng nước, dạ. Nước. Đây. Chay. Tôi không thấy sai đây nè. Nhỏ quá. Nhặt cái tương, tôi nhặt luôn. Đây. Ui. Cái phích. Cái phích, đôi này cái phích. Còn mũ bảo hiểm này các bạn ơi. Mũ bảo hiểm vỡ. Đây nè, cái phích này, phích mới à. Con dùng được không? Không, vỡ lõi rồi. Vỡ lõi rồi à? Về bán sắt vụn. Đây các bạn ơi. Đây là cái tưới cây các bạn ạ. Trời ơi, nó rách đáy rồi. Đúc vào đây. Cậu bé thế đúc cái nào được? Mơ. Ê, cái này của tớ. Tớ sờ vào trước. Ủa, tớ. Tớ sờ vào trước. Bỏ ra. Cái này không biết hình như là cái lồng mà để cho chuột hamster chạy sao ấy. Đấy, bắt cá. À, bắt cá. Chả biết là cái gì nhưng mà miễn là nhựa bán được các bạn nha. À đây. Cái chổi này về đóng cái cán vào đây vẫn quét được. Đeng. Hết rồi sao ạ? Đây con nếp. Cái đấy không bán được. Rồi. Đây. Sắt. Lọ nè. Chai. Cả cái lắp này nữa các bạn này. Đây con nếp ơi, vứt thùng rác này. Đấy. Đi từ từ thôi chứ. Đây, cho em một cái. Đây. Ủa ôi, cái này á. Bẩn ơi là bẩn luôn đấy các bạn ạ. Để đây rất là lâu rồi ạ. Mày quá anh cũng đỏ ạ. À đây. Đây mà không nhìn thấy. Ôi, cái xốp. Xốp mà. Không bán được đâu. Thôi cầm vứt thùng rác. Đây một cái xốp nữa này. À, đã sạch sẽ rồi. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình biết chắc chắn là sẽ rất là mệt. Đây là mình mang rất nhiều sữa cun đi để uống tiếp thêm năng lượng các bạn ạ. Mình sẽ uống sữa cun sô-cô-la lúa mài. Còn mình sẽ uống sữa trái cây cun. Còn anh sẽ uống sữa chua uống cun nha. Wow, các bạn ơi,
này sữa cun sô cô la lúa mạch ấy có hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng từ sữa và sô cô la lúa mạch, mang đến năng lượng dồi dào. Lại còn có công thức K2 cao lớn với canxi, D3 và K2 dẫn canxi vào xương giúp cao lớn nhanh hơn. Sữa chua uống không chỉ thơm ngon mà được lên men hoàn toàn tự nhiên, rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp chúng ta dễ hấp thu hơn. Vị trái cây thơm ngon kết hợp cùng bộ công thức chuẩn 5 sao tăng cường hệ miễn dịch. Con hiếp, chuẩn 5 sao nghĩa là gì? Chuẩn 5 sao nghĩa là tốt nhất đây. Giống như khách sạn 5 sao là khách sạn đạt chuẩn tốt nhất đây. À, vậy là sữa cun chuẩn 5 sao cho hệ miễn dịch sẽ giúp tớ có sức đề kháng tốt nhất. Đúng rồi. À mà các bạn ơi, cun bây giờ đang có chương trình khuyến mại mới đấy. Chương trình mới. Chương trình gì hả Sam? Cun đang có chương trình cùng cun làm việc tốt mỗi ngày. Săn thẻ đặc biệt của cun ở trong mỗi lốc sữa cun từ ngày hôm nay đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 ấy. Săn càng nhiều thẻ thì sẽ đổi được càng nhiều quà xin. Chương trình hay nhỉ? Vừa làm được việc tốt lại còn giúp đỡ mọi người xung quanh, lại còn được nhận quà nữa. Đúng rồi, trong mỗi lốc sữa cun như thế này thì sẽ có thẻ sưu tập nha. Tích lũy 24 thẻ sưu tập thì cậu sẽ đổi lấy được một cái hộp bút cun như thế này nè. Ôi, đẹp thế hả Sam ơi? Tích lũy 36 thẻ sưu tập cậu đổi lấy được một bộ dụng cụ học tập cun. Và nếu cậu may mắn nên săn được một thẻ đặc biệt thì cậu sẽ đổi lấy được một máy điện tử vận động Nintendo và một phao hồ bơi bò mu đấy. Hà Sam đổi quà nhanh thế, bây giờ anh mới biết chương trình này đấy. Thế thì anh phải mua nhiều chữ cun để sưu tập thẻ đổi quà mới được. Chưa hết đâu, nếu anh sưu tập đủ 7 chữ cùng cun làm việc tốt mỗi ngày thì anh sẽ đổi lấy được một mũ bảo hiểm cun hoặc đôi giày thể thao cun đấy. Quân Íp, Hà Sam, rồi dạo năng lượng chưa? Rồi anh ơi. Thế thì anh em mình lại đi nhặt ve chai thôi. Anh đi trước. Đây. Đây. Quả tớ. Ui, bẩn thế. Nhiều quá, ở trong khấu này nhiều rác quá. Ui, cậu khào thế thì bao giờ ra? Bỏ ra, để tớ. Ngay đây thôi mà, lấy tay cũng được. Ui, ôi, trong cống này nhiều chai lọ nhựa như thế này á. Rất dễ bị tắc cống này, con hiếp này. Mà, các bạn ơi, các bạn biết không, những đồ nhựa như này là còn lâu mới phân hủy được ấy, rất lâu. Vậy nên ấy, chúng mình ấy sau khi sử dụng ấy thì chúng mình có thể phân loại rác. Những đồ nhựa như này chúng mình sẽ gom lại và có thể bán lấy tiền đấy. Quân Nít với Hà Sam đi trước mà không nhìn thấy các bạn ơi, một chai nhựa này. Một chai nhựa thôi, cho anh gấu đỏ nhặt bởi đúng vì rồi. Anh ấy túi ít thế kia đúng không ạ. Mình nặng quá. Ba tải này có bán được không nhỉ? Ba tải, bán được anh ạ. Bán được, lấy luôn. Bán được. Nào. Ui, cái gì này anh ơi? Cái gì xanh xanh này? Con hiếp lấy ra. À đây rồi. Được cái chai nữa. Được cái chai nữa. Này. Trong cái bụi cây rậm này mới có các bạn ạ. Kìa. Quá anh. Đâu. Đâu. Bấu tay vào đây cho anh ấy. Ui, cẩn thận anh ơi, cẩn thận. Hôm nay được buổi đeo giày các bạn ạ. Giày mới ơi. Giày xịn đi. Ôi, đôi giày thôi. Mới mua hôm qua các bạn ơi. Em xin. Quá anh. Em xin. Đây. Đấy. Đây này các bạn ơi, chai thuốc sâu. Chai thuốc sâu từ bao giờ? Ui, em nhìn thấy một cái đĩa bay. Đĩa bay. À đây, chai đây, nọ đây. Đấy, có chai này này. Ui. Anh vứt hộ vào đây cho. Đấy rồi. Lâu cái gì? Đây. Cái này cái ống nước của người ta, nước thải bên đây. Em định lấy cái đấy về bán à? Của anh. Ô, đây có con robot này các bạn ơi, robot gì này? Hay là cái xe gì có pin này? Nhưng mà hỏng rồi. Hình như là công chúa các bạn ạ. Công chúa, đây như cái váy ấy nhỉ? Váy. Hay là váy, cái đèn ngủ. Đèn chú. Wow, cẩn thận nhá, Hà Sam ơi, cẩn thận. Đây. Một cái chai nước mắm. Hà Sam con Hiếp ơi. Ở đây à, đây nhiều lắm, nhanh lên. Đây. Nhiều không? Nhiều anh. Rất nhiều chai lọ luôn đây này. Quá anh ạ. Bẩn nào, bây giờ ai lấy không? Không lấy à? Quân Hiếp và tao ai lấy không? Eo ơi, nhìn bẩn lắm anh ạ. Má ơi. Ôi
ơi. Nhìn này. Sao ở đây đọng nhiều rác thế nhở? Thế giả sử bây giờ đây là tiền, đây là tiền, đây cũng là tiền thì các em có nhặt không? Có. Thế thì nhặt thôi. Nhặt đi. Có đi có phải nhặt của mày. Một chai nè. Ủa. Nắm nước quá. Làm sao chúng mình mà đi nhặt này, chúng mình phải chuẩn bị găng tay đi nhặt đấy nhờ. Đúng rồi, hai nè. Ôi, con Jeep nhặt được một chai to dã man luôn các bạn ạ. Ở đây có con ốc dính vào này. Chứng tỏ cái chai này ở đây rất là lâu rồi. Thế là khá khá, con Jeep được túi to đấy. Anh cho mà chơi rồi, anh cho chơi rồi. Mình vừa nhặt được cái xe các bạn ơi. Cái xe đồ chơi này mặc dù đã hỏng hết rồi nhưng mà mình cũng chỉ để bán thôi. Có đi làm gì ấy? Dập không đi được nữa rồi. Bánh hỏng rồi. Em nhỏ chứ không phải to đâu. Nhưng mà cái xe này anh thấy khá là nặng ấy. Chắc là được nhiều tiền đấy. Nhiều tiền nhựa đúng không anh? Ôi đây. Em thấy một cái máy sấy tóc nè. Ui, cái máy sấy tóc này vẫn còn dây điện đàng hoàng anh ạ. Cuốn đàng hoàng luôn. 160.000 nhá. Nhưng máy này là hỏng rồi. Biết hỏng thì người ta mới vứt không? Biết đâu cũ quá người ta vứt thì sao? Xem còn gì. Cuốn đi với nhanh đấy, nhặt được cái này nhưng mà cái này. Cái này là kẹo. Cái này không bán được. Xem còn gì nữa không các bạn ơi. Các bạn ơi, chúng mình vừa mới nhặt sắt vụn về các bạn ơi. Và có một cô thu mua sắt vụn đang ở đây. Chúng mình sẽ bán luôn nhá. Rồi, cho đây. Hai cân rưỡi. Hai cân rưỡi. Cân hai. Ôi, mấy cái chai này hai cân là ba cân tư. Đây là giờ phút gọi là sung sướng nhất các bạn ạ. Mình làm cô bảo là ba đứa chia đây. Chúng mình đã có 25.000 thu lượm về dài các bạn ạ. Trong khi đấy là 11.000 là của anh Cố Đỏ này, còn 7.000 là của Quân Hiếp và 7.000 của Hà Sam các bạn nhá. Là một công việc ấy rất là mệt như thế này mà cuối cùng ấy thu lại được rất là ít tiền luôn các bạn ơi. Chính vì vậy mà chúng mình ấy rất là trân trọng những đồng tiền này, và càng trân trọng hơn những cô chú làm nghề thu lượm ve chai các bạn nhá. Nghề nào cũng đáng quý và đáng trân trọng hết các bạn ạ. Nào anh Cố Đỏ 10.000 thôi, còn Quân Hiếp 5.000 đấy. Tuy mệt thế nhưng tôi uống một chút cun này vào khỏe khoắn, lấy lại tinh thần luôn Hà Sam ạ. Mà đổi qua cun ở đâu đấy Hà Sam? Sau khi mà cậu tích lũy đủ thẻ đổi qua thì cậu mang số thẻ đấy ra các đại lý sữa này, hoặc các cửa hàng sữa cun, hoặc là liên hệ fanpage Lip Cun này, có sẽ có các anh chị ở đấy hướng dẫn cậu đổi qua nhá. Ai đấy Hà Sam ạ. Sữa ở nhà anh cũng gần hết rồi. Anh sẽ lên website đặt hàng.idp.vn để đặt sữa cun và được giao hàng tận nhà, còn được free ship nữa đấy. Thẻ siêu tốt. Em phải săn bằng được cái thẻ đặc biệt đấy mới được, vì em thích cái máy điện tử vận động Nintendo là lắm. Các bạn ơi, các bạn nhớ phải đeo bao tay, sử dụng dụng cụ nhặt rác chuyên dụng và nhớ đi cùng người lớn khi nhặt ve chai nha. Và các bạn có thể phân loại rác trước khi vứt bỏ rác để các cô chú thu gom rác đỡ vất vả hơn nha. Các bạn ơi, các bạn hãy uống sữa cun mỗi ngày để sưu tập thẻ đổi quà nha. Và đừng quên cùng cun làm việc tốt mỗi ngày để tham gia làm việc tốt, vừa giúp đỡ được mọi người xung quanh này, vừa tạo niềm vui cho mọi người nha. Còn bây giờ, bye bye.